Trúc xin kính chào tất cả cô chú anh chị em đã đến với kênh của em. Số điện thoại liên hệ với em là 0944979696, gặp em Quỳnh Trúc ở Thanh Bình, Đồng Tháp. Và đó cũng là số Zalo của em luôn. Và kênh của em mỗi khi clip mới thì sẽ được phát vào lúc 8 giờ sáng. Kính mong tất cả cô chú anh chị em hãy đón xem và đăng ký kênh để ủng hộ kênh của bên em. Em xin cảm ơn rất là nhiều ha. Và hôm nay em Quỳnh Trúc có một số món đồ xưa như sau. Đầu tiên là một cái Zippo. Ở trên này ám họa một cái con chim đại bàng. Giao diện ở phía bên ngoài em thấy còn đẹp lành, không có bị chạy xước nhiều. Ở phía dưới này đóng là mắt in USA và số 17 Lam ạ, số 17. Ở phía trong là em thấy ruột với vỏ nó trùng với nhau luôn. Tình trạng là cái này của em thấy nó còn đánh lửa rất là tốt. Đánh lửa rất là tốt ha. Cái này em bán với giá là 500 ngàn. Rồi, trước khi em có một cái đồng hồ về mình sưu tầm chơi. Đồng hồ này của em cái dây là Rado. Cái mặt này là hiệu là Senco. Đồng hồ xưa ha. Chạy cốt. Cái này em bán với giá là 300 ngàn. Về mình sưu tầm chơi. Tiếp theo là cái này. Hiệu mặt của nó, đồng hồ của nó là Mido. Nó còn chạy ghê luôn nè. Dây này là dây Rado. Em bán về cho mình sưu tầm chơi với giá là 800. Cái mặt phía trên em thấy nó còn nó hơi khờn khờn nhẹ ở chỗ này nha. Nè. Em có một cái cối đá. Cối đá xưa nha. Lạnh hết trơn luôn. Miệng của nó là 16, em bán 300 ngàn cho cái cối đá này. Đồ xưa và cốc luôn. Chỗ này có một đường gì không biết, không có đáng kể không, nhưng mà nó lạnh lặn hết trơn luôn nha. Nó bằng đá là nặng dữ lắm đó. Rồi em có một cái chén gốm tàu chuẩn cổ. Đầu này em bao đầu chuẩn thế kỷ 19. Trên này là có vẽ cái tích là Mai Cài Thọ, hiệu đề là Ngoạn Ngọc. Tình trạng là lạnh hết trơn luôn nha. Đầu này em bao chuẩn 19 cho mình chơi. Miệng là 10.5, cao là 6. Em bán 2.8 triệu cho cái chén này. Chàm xanh đẹp. Tiếp theo là em có hai cái chén gốm tàu có tích là Thất Hiền. Đây, hai chén của em rất là VIP nha. Hai chén gốm tàu nè, rất VIP luôn. Có tích là Thất Hiền. Vẽ tay hết và chạm chuyện rất là xanh mướt. Đồ này em bao chuẩn 19 cho mình chơi. Hiệu đề phía dưới đế nè. Và ở trên này người ta đã viền bạc lại rồi. Tình trạng của nó là có một đường âm rất là ngắn và nhẹ luôn. Em đã chấm ngay tới đây cho mình xem, làm dấu cho mình xem đó, cho kỹ hơn. Cái này là cái thứ hai, cũng là Thất Hiện luôn. Cái này thì nó có một cái đường âm ngay tới đây, rất là trắng và nhẹ, đã được viền bạc lại đẹp rồi ha. Mui về là mình sưu tầm thôi. Đường kính miệng là 11, cao là 5.5. Em bán hai cái này với giá là 4 triệu cho hai cái chén tàu chuẩn cổ em bao thế kỷ 19 chuẩn mình chơi nha. Rồi đây là một cái thố gốm tàu. Cái thố này của em nó line up. Line up. Thân này là vẽ một cái con bướm ở đây và mẻ ngay chỗ này, tóc xuống một đường. Bên này. Rồi, em bao chuẩn cho mình chơi nha. Em bao chuẩn cổ trên 100 năm thế kỷ 19. Cái nắp này nó lai nhưng mà đậy vô vừa y. Nè. Vẽ tay hết và chàm chuyện còn rất là xanh mướt và đẹp. Tình trạng của cái nắp thố này em thấy lành. Đầu này em bao chuẩn cho mình chơi. Đó. Cái thố này tình trạng của nó vậy, em bán với giá là 2 triệu. 2 triệu cho cái thố này. Tiếp theo là hai cái dĩa con gà. Hai cái dĩa rất là độc ha, cái chàm màu vàng và cái chàm màu cam. Đường kính là 20 cm. Đây là gốm lấy thiêu sâu tuổi 80 năm. Con gà này cái chàm màu nó là màu cam. Mấy cái chàm màu như thế này bây giờ rất là hiếm gặp. Em bán hai cái này với giá là 400. Rồi đây là hai cái ấm gốm lá thiêu. Có tích là Phúc Lộc Thọ Tiên. Chiều cao của ấm là 11 cm. Tình trạng lành. Gốm lá thiêu đồ già. Đây là cái ấm thứ hai, nắp nó lai.
lai nắp còn lại lành. Hai cám này em bán với giá là 400 ngàn cho hai cám này. Rồi em có 7 cái chén Đà Lạt, chén Nhật Đà Lạt có mộc nè, in rất là thất hiền. Cái chén này nó có lát ở đây, sông long. Chén này nó bị lát đây, tích sông long, đều là chén Nhật Đà Lạt hết. Cái này tóc ở đây ha, và mẻ ngay chỗ này. Chén này nó có lát ở đây và nó lát ở đây. Chén này nó bị mẻ ở đây và nó tóc xuống một đường. Chén này lát nhẹ ở đây chút xíu. 7 cái này em bán với giá là 500 ngàn về cho mình sưu tầm chơi. Em có một cái ấm chiều cao là 22. Cái ấm này là cái ấm gốm lá thiêu đồ 6-70 năm, vẽ chim hoa, chim én mùa xuân, nắp lai. Cái quai phía trước là nó gãy, cái dòi này nó đã bị mẻ và đã được thẩm mỹ lại. Cái quai phía sau cũng gãy, đồ già, trung cốt già ha. Cái này em bán vào cho mình sưu tầm, mình sưu bài chơi, cái giá là 500 ngàn. 500 ngàn em không có bao phí ship nha. Đây là hai cái bình dán đùi dế và loại cao, gốm lái thiêu, chim hoa phú quý bạc đầu. Chiều cao là 25cm. Men bóng đẹp. Phía trên vành này nó có một cái điểm này là do âm men. Âm men nó một đường, đồ nó già nó tự gạn. Phía trên này nó có một vài điểm là do đồ nó già nó tự thâm men, nó tự nổi ra như vậy đó. Tự trong cái cốt men của nó nổi lan ra như vậy đó. Đó. Phía dưới thì đẹp ha. Cái này. Cái này em thấy tương đối lành tốt. Hai cái này em bán với giá là 1.1 triệu, 1.9 triệu. 1.9 triệu cho hai cái bình hoa này. Rồi đây là một cái gạt bàn thuốc, chiều ngang là 12, chiều cao là 10. Em bán với giá là 350 cho cái gạt bàn thuốc này, hình con sư tử gốm Biên Hòa đồ già. Em có 6 cái đồng xu, đồng xu xưa. Đồng xu này của em nó có năm 1906, đồng xu này nó có năm 1908. Cái này thì nó không có đóng năm. Cái này cái này nó có đóng năm 1947 nè. Cái này thì nó không có nè. Cái này thì có năm 1851. Đồ này em bao chuẩn xưa cho đến cổ. Năm cái đồng xu này em bán với giá là 1 triệu cho năm cái đồng xu này. Em có 5 cái dĩa này là thủy tinh xưa. 5 dĩa thủy tinh xưa ha. Lành. Cái này lành. Cái này nó bị mẻ ở đây. Hai cái này của em lành. Đồ xưa có hoa văn như thế này nè. Em bán với giá là 200 ngàn cho 5 cái dĩa này. Đây là cái ống vôi, hũ vôi loại to. Gốm này là gốm lái thiêu. Đồ đẹp, vẽ tay hết và cái chàm rất là tốt, đẹp. Ở trên vành miệng cũng có vẽ luôn nè. Loại to, miệng là 9, cao là 8. Nó bị lát cái vành dưới nè, vài điểm. Nhưng mà cốt già, đồ đẹp. Phía trong còn đóng cái chất vôi phía trong luôn nè. Cái này em bán với giá là 850 ngàn. Đây là một cái bình chim hoa gián thống. Con chim vẽ rất là xuất sắc luôn nè, rất là có hồn luôn. Phía sau nè, đây là cái dáng bình dáng thống hay đầu này khoảng 8-90 năm, chiều cao là 14cm. Nó bị cứng cái bụng ở đây và nó có tóc ra vài đường nè. Cái loại mini thì nó càng hiếm gặp nha, vẽ nó càng khó. Ở trên này nó có tóc một đường. Cái này em bán với giá là 700 ngàn cho cái bình này. Đây là một cái bình Biên Hòa có mộc Dona Việt Nam xưa, dáng củ tỏi. Và ở trên này nó có một cái chữ ở đây, Bộ Giáo dục Việt Nam. Đây là một cái món hàng mà do người dân người ta đặt á, để mà làm món quà để tặng Bộ Giáo dục làm kỷ niệm.
Thì ở trên này nó có một cái ở đây nó có một cây cây đờn và hoa văn. Ở bên này nó có một cái hồ lô, nó giống như là một cái cây đờn cò, nó giống như một cây đờn cò vậy đó, nó giống như là nhạc cụ dân tộc của mình vậy đó. Phía dưới này thì có những cái chạm khắc, những cái hình của những em học sinh đang chơi đàn, đàn tranh rồi đàn rồi múa nè, rồi chơi đàn ở đây hai mặt luôn ha. Đây mộc luna Việt Nam xưa, dáng củ tỏi rất là hiếm gặp, xe tay hết. Chiều cao là 31, bụng là 62, em bán 2,7 triệu cho cái củ tỏi này ha. Rồi đây là một cái bù lạch, một cái bù lạch chim hoa phú quý bạc đầu, men cốt rất là đẹp luôn, cái men rất là sáng bóng luôn, và cái chàm hoa ở đây còn rất là đẹp nè. Đó, phía sau vẽ một bụi lan khá là to luôn, tay nghề của người thợ này làm rất là khéo luôn. Cái dáng của cái bù lạch này nó khá là tròn và đều với nhau, ở trên miệng này có vẽ hoa luôn, cốt đế này bao đồ dài nha, đồ này rất là đẹp luôn. Tình trạng nó có gạn men chân chim do đồ nó già, không có xuyên cốt nè, nó gạn men nè, cái men nó tự gạn do thời gian do đồ nó già đó, nhưng mà không có bị xuyên vô trong nha. Cao là 27, bụng là 52, em bán là 5,2 triệu cho cái bù lạch này. Em có 10 cái dĩa con gà gốm lá thiêu, đường kính là 20 cm, tình trạng là lành hết chân luôn. Con gà và cây hoa như thế này, con gà và cây hoa, đây là những cái dĩa mà em tuyển chọn, mẫu rất là đẹp luôn và lành, con gà và cây hoa hết. 10 cái dĩa này em bán với giá là 500.000, em không có bao phí ship nha. Em có 10 cái dĩa hoa đào, dĩa này là dạng dĩa trẹt nè, dĩa hoa đào, đường kính miệng của nó tới 21 cm lận. 10 dĩa này tình trạng của nó lành hết, gốm xong bé khoảng 40 đến 50 năm. Em bán 10 cái dĩa này lành, men còn bóng đẹp, chàm cũng đẹp luôn, với giá là 400.000 cho 10 dĩa này. Em có đây là 10 cái dĩa gốm lá thiêu, in tích là sông Long ở đây, đường kính là 19. In tích là sông Long nè, đây là gốm lá thiêu xưa, đường kính là 19 cm. Đây 19 cm. Đây là cái dĩa in tích là tứ quý, đường kính cũng 19 luôn, lành. Đây là cái dĩa thất hiền và nó có một cái chàm màu xanh rêu rất là lạ như thế này. Đây là cái dĩa thất hiền. 10 cái dĩa này em bán với giá là 500.000, tình trạng của nó lành, em không có bao phí ship. Em có 5 cái con phù điêu treo tường như thế này, hai con cá lành đuôi vàng như thế này. Đó, đuôi vàng màu da lương, lành nha. Và ba con tôm để mà mình về mình treo tường chơi, trưng bày chơi ha. 5 cái con treo tường này em bán với giá là 800.000, nó lành tích hết trơn luôn nha, 800 cho 5 con này. Rồi em có một cái phù điêu treo tường, đây là hàng gốm lá thiêu sâu tuổi và rất là hiếm gặp luôn. Ở đây thì người ta chạm nổi cái tích là tùng lộc, ở đây có hai con tùng lộc ha, và một cái cây tùng khá là to ở đây dưới ánh trăng ở đây. Đây là cái màu vàng này là ánh trăng nè, đó, nhìn ở phía dưới đế nè. Đây là gốm lá thiêu người ta làm tay hết, làm rất là khéo luôn, mỏng khéo mỏng và rất là đẹp ha. Tình trạng của cái này nó có bị tóc ở đây, nó có bị tóc ở đây ha, tóc ở bên này, tóc ở đây một đường, rồi tóc ở đây một đường, nhưng mà được cái đồ già và hiếm gặp, nó bị mẻ cái lỗ tai của tường lọc ở chỗ này nè. Chiều dài là 30, chiều ngang là 19, em bán 700.000 cho cái phù điêu cho tượng này. Rồi đây là cái phù điêu cho tượng thứ hai, đây là có tích là gia đình của con hươu. Ở đây là nó có một cái ánh trăng ở đây nè, nhưng mà nó đã bị mẻ rồi. Đây là con hươu cha, con hươu mẹ và con hươu con ở đây, lành. Ở đây thì nó có một cái đường lõi lò, lõi lò chứ không phải là bị tóc. Dài là 29, ngang là 20, em bán 700.000 cho cái phù điêu này. Đây là một cái bức tranh gia đình của con gà, gia đình con gà, đường kính của nó là 30 x 40. Đây là một bức tranh xưa sơn dầu, vẽ khá là đẹp ha, khá là xuất sắc luôn. Cái này em thấy là lành, còn lành tốt nè,
em bán 400 ngàn cho cái bức tranh gia đình gà này. Đây là một cái món đồ xưa mà em mua, em bán về cho cô chú anh chị mình sưu tầm chơi. Em không biết nó còn hoạt động được hay không nha, không biết nó xài bằng nguồn điện gì luôn nữa. Cái này em bán với giá là 300 ngàn. Cái này em đo đường kính của nó ra, cái mặt của nó tầm khoảng 18 á, 300 cho món này ha. Đây là một cây cân đặc, loại 22 kg, toàn bộ bằng đồng hết và lành. Cây cân này cái lá liễu của nó bằng inox xưa, còn lại là bằng đồng hết. Có ngày 28 tháng 6 năm 2000, cân loại 19 kg. Hai cân này em bán với giá là 1,7 triệu. Em có hai cái đài xưa, máy hát xưa. Cái này là hiệu Natonal mà nó là nó hát radio được, nó lên nguồn nó hát radio được. Đức Phúc ca hả? Rồi em. Rồi tiếp theo là cái này. Cái này là cái hiệu Sony, nó vừa hát băng được mà nó vừa hát hát đài được luôn. Hoài Nam xin chào các em. Các em thân mến, bình minh là thời điểm bắt đầu một ngày mới. Bình minh hay còn gọi là rạng đông là thời khắc đẹp nhất trong buổi. Di sưng đánh lợn ai biết, trong tâm cũng qua vậy. Tuần này không biết tuần gì nữa, nhưng mà hát được rồi. Chiều dài, chiều dài của cái này là 55, chiều cao là 20, chiều cao là 20. Hai cái này em bán với giá là 1,5 triệu thôi cho hai cái máy hát này ha. Rồi đây là một cái hũ lái thiêu, một hũ lái thiêu da lương. Ở đây nó có chạm đắp nổi lên cái hiệu lò là Hoàng Cầu, bên đây là hiệu lò hai chữ Tàu. Tình trạng là nó có bị mẻ trên vành, khờn vành, và cái bụng này nó có bị tóc. Đây tóc bụng ha, tóc bụng ở đây, cốt già, còn này khoảng 80-90 năm. Cái hũ này em bán về cho mình sưu tầm trưng bày chơi với giá là 600 ngàn. Rồi em có một cái bình 5 lít, một cái ấm 5 lít vẽ tùng cò. Đây là một cái ấm gốm sông bé, chiều cao là 24 cm, tình trạng là lạnh hết trơn luôn. Nắp cơm lê dưới thân và men cốt còn bóng đẹp. Ở trên cái vành miệng ngay chỗ này nó có hai ba đường này là gạn men do đồ nó già, chứ không phải là bị tóc nha. Gạn men do đồ già không có đáng kể. Em bán cái ấm này với giá là 1,2 triệu cho cái ấm tùng cò này. Đây là một cái bình bông vỏ đạn. Bình bông vỏ đạn này của em là đạn 105 ly, và dưới đế nó có năm 1953, nó liền nguyên khói và người sợ xưa, người ta gò rất là khéo nè. Ở trên đây có 3 dòng, dưới này 2 dòng, và đây có hoa nè, có cái hoa văn nè, rất là khéo luôn. Đây, cái bình bông này của em cao là 29, miệng là 20 và nặng là 1,9 kg. Em bán 3,2 triệu cho cái bình bông vỏ đạn này. Đây là hai cái chậu gốm lấy thiêu màu, có tích là chim hoa phú quý bạc đầu và những cái chàm mà em thấy còn khá là đẹp. Phía sau là có hai bụi lan nè, chôn cốt em bao đồ già 70-80 năm, trên vành miệng cũng có vẻ hoa luôn. Đường kính là 20.5, chiều cao là 15. Hai cái chậu hoa này của em là hai con chim đối với nhau rất là hiếm gặp nha, bây giờ khó mà gặp. Em bán với giá là 6 triệu cho cặp này. Đây là một cái bình sâu tuổi trước giải phóng, hàng gốm Biên Hòa xưa. Cái bình này của em khá là nặng luôn, nó nặng 5 kg, nặng dữ lắm, nặng 5 kg luôn. Có tích ở trên này là Phúc Lộc Thọ, Phúc Lộc Thọ. Hai cái tay khánh hai bên này là người ta mô phỏng theo cái tích là cá quả lòng, và ở trên cổ là cổ hoa. Vành miệng, vành miệng đây ha, rất là sắc sảo luôn. Cốt nè, cái bình này của em rất là già luôn,
không có xi măng ở phía trong nhưng mà nó nặng 5kg. Tình trạng có lát đế ở chỗ này chút xíu, lát đế ha, không có đáng kể. Đó, cái bình này rất là hiếm gặp luôn. Chiều cao là 48, em bán 2,7 triệu thôi cho cái bình này, tại vì nó có lát đế chút đỉnh đó. 2,7 triệu cho cái bình này. Cái bình này em bao là rất là hiếm gặp luôn á, chứ không phải dễ kiếm ha. Rồi, hôm nay em có vài món vậy thôi ha. Em xin cảm ơn tất cả cô chú anh chị em đã quan tâm theo dõi và ủng hộ.